Mến chào toàn thể quý cô bác anh chị em, chào mừng toàn thể quý cô bác anh chị em quay trở lại với Trình Tường TV. Quý cô bác ơi, hôm nay thì Trình Tường Phương Mai đang có mặt tại thành phố Lào Cai và bây giờ thì đang đến thăm lại một nhân vật có lẽ là từ mùa đông năm trước rồi. Không biết là còn cô bác hay các bạn nào nhớ đến cô giáo Liên và Trung úy Nhâm không ạ? Một đôi rất là đẹp đôi nhưng mà cái hoàn cảnh gia đình thì khó khăn như là địa ngục trần gian. Hôm nay thì Trình Tường Phương Mai đến cũng như là trao một món quà của anh DQT đến cho gia đình. Bác thì ở dưới kia làm rau một lúc rồi nhưng vẫn chưa nhận ra Trình Tường Phương Mai. Anh Trình Tường ra ngoài rồi, giờ bác mới nhận ra đấy. Bởi vì mọi lần là Trình Tường Phương Mai đến đây là đi bằng xe máy, hôm nay thì đi ô tô đến, thế là bác cũng chưa nhận ra. Chiều sau này cái ngọn bí này non chưa Đây ở dưới đây các bác là có mấy cái mảnh vườn để trồng rau, tốt nhá. Nhiều loại rau chưa? Này nhà bác Liên Nhâm năm ngoái khi mà Trình Tường Phương Mai mới đến thì cái khu vực này là chỉ gọi là quây tạm những cái bạt lên để ở thôi. Bây giờ thì cũng sắp ghép được thành cái nhà thì có vẻ là hoàn chỉnh hơn rồi. Đi. Bây giờ thì có vẻ là khang trang hơn nhiều rồi đấy. Chào chào bác. Vâng. Hai chị đâu rồi bác ơi? À đây à? À chị lớn vẫn ở đây, thế em bé ở trong kia à? Vâng. Chị. Lâu lắm rồi em mới đến. Vâng. Có nhận ra em không? Chị nhá. Đây chị ở trong nhà, vui thấy em là vui đấy. Vâng. Ra đây chơi. Bác đang trồng rau hả bác? Vâng. Đây nhìn. Cháu chỉ được khoảng 80-85% thôi. Thế bác cũng biết là anh Trình Tường bị ốm à? Chắc bác cũng theo dõi. Bác vẫn theo dõi chúng cháu. Vâng. Thế xe ngồi nhá, em nằm đây. À lên xe. Vâng, tôi cảm ơn bác. Thế dạo này chị bé có cần xé giấy nữa không? À mới vẫn xé giấy à? À thế à, mới chơi à? Vâng. Hình như là vẫn nhận ra bọn mình hay sao anh Trình Tường ạ? Nhỉ? Rất phấn khích. Thấy Trình Tường Phương Mai đến là cả hai bạn đều rất là vui. Hai chị. Em vẫn nhận ra chú cháu bác nhỉ? Chắc chị vẫn nhận ra đấy. Nhận ra chú cháu nhỉ? Con kia biết con này, nó chỉ thấy thì nó reo thôi. À, vâng. Con kia thì nó nhớ. Chị lớn thì vẫn biết mà. Lớn thì nó nhớ. Vâng. Úi giời, hôm nay nó bệnh lung tung rồi, bác phải đột hết ga gối ra giặt xong rồi tống con này nằm ra ngoài này. À thế ạ. Úi giời ơi, khổ lắm, nó sáng giờ. Vâng. Còn rửa ráy tắm cho nó mấy lần đi. À, hôm nay lại đi bậy linh tinh ra nữa. Khi kìa còn chưa giặt hết thì nó không nắng thì chả dám giặt hết. Dạ. Ôi giời, con tắm rửa cho sớm xong để xuống vườn. Xong rồi 5 giờ về thì lại cơm nước. Vâng. Ôi giời. Lên xe nhỉ, lên xe ngồi cho thoải mái hơn. Thấy cứ thế xong à, tranh thủ làm tí rau. Vâng. Thừa ăn thì lại bán. Vâng. Đây để cho những quý cô bác mà anh chị em mà mới theo dõi Trình Tường TV hoặc là chưa biết đến hoàn cảnh của gia đình của cô giáo Liên cũng như là bác Nhâm thì là Trình Tường Phương Mai xin giới thiệu lại một chút. Thì khi mà năm ngoái khi mà Trình Tường Phương Mai đến thăm thì lúc đấy là vẫn còn bác trai nhỉ? Vâng. Vâng, là bác Nhâm nhưng mà năm nay thì bác mất rồi. Khi mà Trình Tường Phương Mai đến thì bác đang ở những cái ngày trong giai đoạn cuối rất là đau bệnh. Đợt trước là bác bị bệnh về phổi, về phổi, vâng, ung thư phổi bác nhỉ? Vâng. Vâng. Đấy thì bây giờ đã thấy di ảnh của bác ở trên kia rồi. Thế còn gia đình của hai bác thì rất là vất vả khi mà có hai cô con gái thì đây, chị lớn và em bé này đều bị ảnh hưởng của như này là bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam mà bác? Không, bé là bị. Dạ. Chắc là nó con này thì sốt cao quá. À vâng. Con này thì sốt huyết não. À vâng. Này nó dữ bị con này 6 tháng 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 thì bị. À vâng. Là cho đi viện thì nó bảo sau để lại di chứng nặng của mình. Bệnh thuốc men nó không đầy đủ ấy. Vâng. Cho châm cứu mới cất được cổ đấy. À thế. Còn không ngồi dậy được hết. Vâng. Vâng.
đấy thì... đi mổ chân, bác sĩ phẫu thuật nước ngoài về cũng mổ chân cho cả hai đứa rồi. Dạ. Rồi điều trị 2 tháng rồi nhưng mà chả, họ bảo là không chữa. Vâng ạ. Lâu quá, có nhớ em không? À. Chị Tường cầm hộ tí xem nào. Ê, nhé. Chị lâu lắm rồi cháu còn quên mất tên của hai chị em rồi, đều có tên rất là hay đúng không? Mến. Chị Mến. À. Thế còn đây là cái gì? Hường. Hường. Hường à. Chị Mến à. Biết tên em là Hường luôn này. Ngồi đi. À. Thế là chị khỏe không? Có. Có. Thế hai chị em có ngoan không? Có quấy mẹ nhiều không? Con bé thì quấy lắm. À vẫn quấy lắm hả? Đêm ngủ quấy. Đấy, kêu. Đã. Sợ nhá. Nó không sợ đâu, nó thích ý. Đồ chơi đây hả? Đấy, phải cho thế ngồi. Không cho quyển sách là ngồi xé. Vâng. Thì không chị thì cứ lê ra kia gọi mẹ, lê ra đây gọi mẹ. Vâng. Chị bé này còn sinh năm 90 của bác nhỉ? Vâng, còn lớn hơn tuổi của cháu một tuổi nhá. Con này 85. Vâng. 85 bằng tuổi chị gái mình. Tuổi trâu này. Tuổi ngựa. Con ngựa. Trâu với ngựa đấy. Nhưng mà trong giấy tờ thì là khai năm 92. Dạ vâng. Giấy tờ. Thế là mà này bậy ra. Ôi giời, đóng bỉm đấy. À đóng bỉm à? Ừ, sáng có dậy thì là bác làm mải dọn hết cả ra giường, lột hết cả đệm cả ga cả hết ra giặt. Vâng. Đấy, cứ lên thế thôi. Ngã đây này. Ngã đập đầu vào thành giường gãy hết cả răng đây này. Ôi giời ơi. Đấy. Đấy sao không đang bảo lần trước mà vẫn còn răng này. Ngã. À. Ngồi đang ngồi giật. Giật xong mới đập vào giường nó lung lay. Lung lay thì đập vào đây lần nữa là cho bác cho ngồi đây đập lên lần nữa là không ạ. À mỗi cắn toàn. Đấy, lần trước vào là vẫn thấy có răng nên là này thấy có cái răng vậy. Đây này, đầu gối tôi hút vào cái thành giường này. Xây sát hết cả đầu gối này. Vâng. Uống cái này uống nước có nóng bác ngồi quạt. Không không bác ạ, không nóng đâu. Bác ơi thì hôm nay là vợ chồng cháu là đến để trao quà của anh DQT. Đồng rồi là anh cũng biết đến sau khi xem những video trên kênh cháu thì anh biết đến hoàn cảnh của bác và hai chị thì anh có gửi được 1 triệu. Thì thời gian này thì vừa rồi đúng thời gian anh gửi thì chúng cháu cũng không đến được. Giờ là cháu cũng sau khi đi điều trị thời gian thì mới đến thăm bác với hai chị được thì mới gửi. Bác khó nói quá, các cháu đã thông tin với tất cả những người nhà hảo tâm mới đã giúp đỡ nhà gia đình bác bao nhiêu đấy, trong nào các em nó thêm vào bác làm được cái nền nhà sạch sẽ đấy. Vâng. Cho con này nó lê mỗi năm nào một ít. Vâng, cháu gửi bác nhé, cháu chào đến bác với các chị là 1 triệu. Vâng. Vâng. Bác xin cảm ơn các cháu và cho bác gửi lời. Vâng. Cảm ơn đến nhà hảo tâm. Dạ. Vâng. Đã giúp đỡ gia đình bác. Bác một lần nữa là cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bác suốt từ năm ngoái đến giờ. Bác không biết nói gì cả. Dạ vâng. Bây giờ thì bác chỉ biết cố gắng là giữ sức khỏe để chăm hai đứa này thôi. Đấy, nó đòi nên ngồi đấy con ạ. Vâng ạ. Cảm ơn anh DQT cũng như là tất cả các quý nhà hảo tâm và Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng với gia đình của bác Liên Nhâm từ những cái số đầu tiên khi mà Trình Tường Phương Mai giới thiệu đến hoàn cảnh của gia đình. Bởi vì như các cô các bác nhìn thì cũng biết là cái sự vất vả và nỗi khổ của bác Liên thì có lẽ là nó sẽ kéo dài mãi thôi. Bởi vì nó không có thể kết thúc. Như năm ngoái em nói là bác chắc từ lúc mà có con cái đến giờ thì không có một đêm nào được ngủ ngon trọn vẹn hết. Cái số tiền là 40.360.000 này thì bây giờ là Trình Tường Phương Mai xin được trao lại cho bác Liên và bác Nhâm. Thì cũng mong là đây là cái tấm lòng của mọi người dành cho gia đình bác thì để bác có thể trang trải cái khó khăn trong lúc mà bác trai đang bệnh nặng và hỗ trợ mọi hai chị cố gắng vượt qua đấy, dùng số tiền này nào cho nó hợp lý. Vâng, đây nhé, cháu gửi bác một, chị 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 1, 2, 3, 4, 5, 40, 40.360.000. Đúng rồi. Vừa nãy chúng cháu có mua một chút quà để của quà bạn Thảo. Thảo là bạn thân của cháu. Đây, bác đây, bác cố gắng, bác trai cũng bác cố gắng nhé. Đây ạ, chúng cháu là thay mặt cho toàn thể là Mạnh Thường Quân nhà Tâm thì cảm động gửi đến gia đình bác cái số tiền này thì bác nhận lấy ạ. Để có thể sắp tới là mình có đất cát mà có sổ đỏ rồi thì mình có thể là tiến hành sửa chữa cái căn nhà. Và cũng là để trang trải cho bác trai trong cái lúc ốm đau này, thêm vào với hai chị, bác lo hai chị ăn uống nữa. Vâng. Dạ vâng. Chúng cháu thì cũng chia sẻ với bác rồi, bởi vì xung quanh chúng ta thì còn rất là nhiều người tốt và tấm lòng của mọi người. Và cháu cũng mong bác trai là cứ lạc quan, bác cơm ăn thuốc uống, bởi vì gia đình mình không một mình, sẽ còn rất nhiều người khác ở bên cạnh chúng ta nữa. Vâng ạ. Như nói gì nha, chỉ biết là một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người, bác không biết nói gì cả, vất vả với các em hơn 30 năm giờ đến gần cuối rồi thì chồng này bị như vậy thì không biết làm thế nào. Bây giờ mọi người đồng cảm và giúp đỡ bác để bác không biết nói gì cả. Xin nhờ các cháu gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Dạ, chúng cháu thì không khi mà biết bất kỳ hoàn cảnh nào thì dù sẽ cố gắng hết sức của mình. Như khi vừa đến thì chúng cháu cũng nói là cháu không hứa sẽ được bao nhiêu mà cũng là sẽ cố gắng hết sức mình và được hỗ trợ được phần nào nữa. Cũng là cái duyên của gia đình mình là tất cả các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân. Còn như vừa nãy cháu có chia sẻ thì đây chỉ một phần nhỏ tất cả mọi người mà muốn để động viên và an ủi với gia đình mình sau sự đóng góp của bác Nhâm và bác Liên này cho đất nước ấy. Vâng. Rồi thì đang đọc quá không biết nói mà nhé. Vợ chồng của hai cháu và khi những hoàn cảnh chung hai cháu là cũng nên là giúp đỡ ông bà với các em như này, ông rất là cảm động. Dạ vâng. Tất cả. Cảm ơn hai vợ chồng cháu này. Sau đó cảm ơn những cái tấm lòng bà trực tiếp giúp đỡ cộng đồng và trực tiếp giúp đỡ gia đình ông bà đây. Hai cháu. Dạ vâng. Này, cảm ơn tất cả. Cái lời cảm ơn này thì Trình Tường cũng xin thay mặt cho gia đình của bác Liên, bác Nhâm cũng như là con bác thì chân thành được gửi tới quý Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm và tất cả những khán giả yêu mến của kênh Trình Tường TV. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã luôn đồng hành, ủng hộ, chung vai cùng Trình Tường Phương Mai trên hành trình thiện nguyện. Và... Chín chưa? Chín các em chưa? Chín! Cảm ơn chưa? Cho chị gửi lời cảm ơn nhà hảo tâm. Nói đi nào. Và thế thì cảm ơn tấm lòng của mọi người đã dành cho gia đình thì bác thêm vào đấy mua ít thức ăn cho các chị. Vâng. Thêm vào. Biết rồi, biết các canh các chị đến thăm con rồi. Mừng thế nhỉ. Kéo đi. Về. Vậy cứ xuống tấu nhỉ, con giờ này cao tấu thì bác không có gì. Có. Vẫn xước à? Cao tấu đây. Vâng. Thế đây. Chị gái ơi, chị gái ơi, Thủy ơi bảo bà gái, cho tao bảo này coi. Mấy năm ngoái thì còn khỏe, muốn đi đâu gửi bác thì bây giờ bác yếu rồi, chả đi đâu. Vâng. Rồi Lai Châu em cậu cưới vợ cho con em chẳng đi được. Vâng. Đấy thì bác qua gần đây bây giờ là 70 rồi, sao bế hão được, không bế quen. Trong vậy. Quen trong người ốm là cứ phải trong quen thì biết cách đúng xử rồi, lý được, cũng biết đường nào một lần đấy, nó cứ thế này như này. Hôm nọ bên nhà thờ đến thế
cứ rôm cái này gào hét thế này. Vâng. Bác cũng chỉ biết cố gắng, bác nhận ra đi không? Vâng. Chào bác. Chào bác. Bác nhận ra. Vâng. Bác không nhận ra chúng cháu rồi à? Chúng cháu vâng. Đến suốt đây. Phương à. Mai đấy, ở trịnh trường bác sát đấy. À. Vâng. Phương à. Mai ấy. À, Phương Mai. Vâng. 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 Này bác khỏe không? Bác cũng thế. Vâng, nhưng mà cháu thấy như gầy hơn đợt trước. Đúng rồi, nhé. Đợt này 73 rồi thì nó phải gầy đi. Đợt trước là mập hơn. Khỏe hơn và đợt này gầy hơn rồi. Gầy rồi, bước sang năm nay là biết là gầy. Vâng, con đây. Chúng có ăn mà bác ạ, nghĩ. Ăn thì bác không kém ăn 3 bát bữa. À thế à? Yeah. Vâng. Cơm thì bữa nào cũng như bữa nào. Dạ. Sáng bác dậy bác cũng phải làm một cái tô, cái bát nhựa như thế này. Vâng. Làm nửa bát ấy. Vâng. Cơm chứ không ăn. Mì nhất gì là không ăn. Lâu lắm nè. Bác thấy trên TV cũng nói cũng chương trình người cái gì từ cuộc sống à. Cuối chương trình của VT1 ấy. À, hình ảnh từ cuộc sống. Hình ảnh từ cuộc sống ấy. Vâng. Có rằng là... cái hôm ấy là sau cái đợt cháu đi nằm viện ấy, sau cái đợt ấy có hay sau hay trước ấy? Trước bác ạ. Trước. Và sau đấy thì nhà cháu cũng đi điều trị mất 2 tháng. Và biết rồi. Bác gặp bác nào mà chưa có xe. Dạ. Đi sớm để trao cho bác ấy, nhưng mà kiểu cũng bận đấy, thời gian vừa rồi trong nhà cháu lại ốm đau nữa, thế là cũng chưa đi được. Mình nhận tấm lòng của mọi người rồi này, cứ phải trao tận tay ra thì vâng. Mới hoàn thành được trách nhiệm các bạn. Vâng. Vâng. Em chỉ biết nhờ cháu người này cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm vâng. Đã giúp đỡ gia đình em người này mà gia đình cũng biết là các cháu trên trợ cấp nghĩ đến gia đình của các cháu như thế nào được thì thôi, gia đình cũng xin là cảm ơn tấm lòng của nhà hảo tâm. Dạ. Cháu. Y. Và bắt đầu đấy. Đấy. À. Cái gì đấy? Cái gì con? Lấy gì? Thế chị bé đòi cái gì đây? Hả? Đòi cái gì? Nhưng mà cảnh này thì rất là khó cô bác ạ. Để những người trong gia đình mình có người ốm đau bệnh tật ấy thì cũng biết là vất vả như nào rồi, chăm một người cũng đủ mệt rồi, nhưng bây giờ bác Liên thì là một nách là chăm 2 cô con gái như này, xong rồi còn nhiều vấn đề nữa. Ngoan nhá, hành mẹ ít thôi. Cho quyển sách một cái thùng tôm hết rồi, nó xé. Chứ không thì trong này em bày ra thì nó dẻo. Không phải nó ra kia nó dẻo rồi, vẫn phải về một được. Ừ. 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 Để có gì thì nhẹ kia thì... Ừ. Thì nó mới không gọi. Tôm cháy răng. Nên là cảm ơn vợ chồng cháu. Vâng. Cảm ơn rất nhiều, không biết là bác không biết nói gì hơn cả. Vâng, không có gì bác ạ, chúng cháu cũng chỉ cố gắng để làm cầu nối thôi. Làm sao mà để cho cô bác ở ngoài cộng đồng biết được đến những hoàn cảnh mà thực sự khó khăn, thực sự là cần giúp đỡ ấy. Để cho tấm lòng của mọi người thì được đến đúng nơi, đúng chỗ và đúng cái hoàn cảnh. Và cháu cảm ơn bác nha. Chào hai chị nha, hôm nào chúng em dỗi lại đến chơi nha. Vâng, vâng. Muốn đi chơi nếu như bây giờ thì... Chào chị nhá, em đi nhá. Bye bye nhá. Bây giờ em với chị đi được. Ra mà đi từ sáng ấy, chưa về thì còn tạm được, đi cả ngày.